X-Watch, bảo hiểm cả lỗi người dùng trong 5 năm, đầu tiên tại Việt Nam. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Hỏi Đáp Đồng Hồ. Tôi phải vào luôn một cái ý mà trong số lần trước chúng tôi hơi giang dở. Đó chính là câu hỏi của bạn Thắng Ngô, tức là tìm một chiếc đồng hồ này, cơ này, cao to này, có lỗ tim như dòng Orient. Đấy thì chúng tôi lại tìm dòng Orient. Thì đâm ra chúng tôi xin phép bổ sung lại cho bạn Thắng Ngô một cái phương án tiếp theo. Đó chính là một chiếc đồng hồ đến từ OP, chiếc Olympianus OP991741 1AGSKTLM. Chiếc này thì lại cũng khá là đáp ứng được những cái yêu cầu mà bạn đưa ra. Anh Dương có thể phân tích kỹ hơn về chiếc đồng hồ này không ạ? Vâng, chính tôi là người đã trên tay review trực tiếp cái mẫu đồng hồ OP này. Và thực sự cái điều đầu tiên mà tôi cảm thấy đó là cái tên của nó quá dài và tôi đọc rất là mỏi mồm luôn. Đó, cái điểm thứ hai mà tôi cảm thấy đó là cái đồng hồ này nó rất là gọi là như Orient đấy. Nó như là như chỗ nào? Nó có mặt kính cong này, có cửa sổ hở van tim ở góc 9 giờ này. Đấy, và có một cái thiết kế nó na ná như vậy. Tuy nhiên nó có những điểm hơn như này. Nếu bạn mua đồng hồ này, bạn sẽ được mặt kính cong là kính sapphire. Chính xác. Đấy. Cái điểm thứ hai nữa là bạn sẽ được một cái sản phẩm mà có dây kim loại. Thực ra là dây kim loại là bạn có thể thay thế sang dây da được, nhưng mà đã là dây da thì rất khó thay thế sang dây kim loại được. Đây chính là cái lựa chọn số 1 mà số trước chúng ta chia sẻ, Orient Sebapero. Đúng rồi. Còn đây là chiếc OP. Lựa chọn số 2 đấy ạ. Vâng, số 2. Thế những cái điểm khác nhau lớn nhất giữa hai cái đồng hồ này là gì? Đấy là size mặt. Size mặt của Sebapero này là size mặt 43mm. Thực ra là gọi là 43 nhưng mà cổ tay của tôi chỉ cỡ khoảng 17,5 thôi. Nhưng khi mà tôi đeo lên tôi cũng cảm giác là nó không quá to, đúng không anh Dương? Vâng. Nó cũng khá là ok đấy chứ. Thế vậy thì quay trở lại với cả cái mẫu đồng hồ OP này, size mặt chỉ 40mm với cả người cao to như bạn thì sao? Thì đánh đổi lại là nó là đã là dây kim loại rồi. Dây kim loại thường sẽ tôn dáng cho cái đồng hồ nó trở nên mạnh mẽ hơn. To lên. Đúng rồi. Đấy nên là cũng không quá quan trọng. Nhưng mà ngoài những điểm hơn đó ra thì nó có một cái điểm nó kém hơn một tí. Đấy là về độ kháng nước. Cái đồng hồ OP này chỉ kháng nước là 30m thôi, còn Orient Sebapero là kháng nước là khoảng 50m cơ. Đấy, thế về mức giá thì sao? Cái đồng hồ OP này đắt hơn đồng hồ Orient khoảng 700. Đấy. Thì là mức giá để đánh đổi lại lấy cái mặt kính sapphire cong, bởi vì tôi đã nói cho các bạn là nếu bây giờ chúng ta độ lên kính sapphire cong, hình như có một bạn đã từng nói rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Thì nó sẽ rơi vào khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu cơ, chứ không phải là sự chênh lệch 700 như thế này đâu. Đấy, đấy là cái mà tôi tư vấn thêm và bổ sung thêm cho cái câu hỏi còn dang dở số lần trước của bạn Thắng Ngô nhé. Rồi, cảm ơn bạn Thắng Ngô. Và đây mới là câu hỏi đầu tiên trong số này đây. Bạn Việt Anh hỏi rằng hai bạn cho mình hỏi, mình đang đeo chiếc Longines L47901, cổ tay mình là 17,5 mà mặt đồng hồ thì là 38,5 thì mọi người bảo hơi nhỏ. Vậy hai bạn cho mình ý kiến với. Đây, thực ra tôi sẽ có một cái so sánh khá là trực quan đây. Tay của tôi cũng ngang ngang cơ với tay của anh là 17,5. Vâng. Thì đây tôi đeo chiếc Orient Sebapero có cái size lên đến 43mm và rõ ràng nhìn là nó không bị lớn quá. Vâng. Và nếu mà thu nhỏ lại là 38,5 thì đúng là hơi nhỏ. Có hơi xu hướng hơi nhỏ. Đấy. Tuy nhiên là nếu mà các bạn để ý thì hầu hết những người đeo đồng hồ Longines thường là những người ta thích những cái kiểu là size mặt nhỏ. Đúng rồi. Chứ nhỏ, là không... gọn. Đúng rồi. Mỏng nữa. Đồng hồ này rất là mỏng. Mỏng. Đồng hồ này chỉ mỏng có 6mm thôi đúng không ạ? Đúng rồi. Đấy. Và nếu mà anh để ý kỹ nhá thì là cái các cái cọc số của nó này và cái kim của nó cực kỳ mỏng luôn, tức là nó làm cho cái bề mặt nó cảm giác như nó thu lại đúng không? Nó đúng rất rồi. Là nó rất là tinh tế, đúng rồi, thứ rất tinh là, tế, rất là sang trọng, nhỏ gọn, tinh tế. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái phong cách thiết kế của Longines rồi. Đúng bao rồi. Lâu nay ta đều thấy rằng những chiếc đồng hồ Longines có bao giờ là hầm hố, có bao giờ là to bản, có bao giờ là quá là gai góc đâu. Bao giờ họ mướm cái gì đấy nhẹ nhàng, tinh gọn và giản dị như thế này. Và nếu mà chúng ta nhìn cái mẫu đồng hồ Longines của các bạn đây thì bạn phải cảm thấy thích thú khi mà nó rất giống với cả một cái mẫu đồng hồ của Đức, đó là đồng hồ Nomos Glashu. Đấy, nên là tôi thấy là với sang mặt kể cả 17,5mm hay chăng nữa thì đeo cái đồng hồ nó mỏng nhẹ như này cũng là gọi là hợp tay. Đôi khi có những cái loại đồng hồ mà nó theo kiểu là dạng small size, như là size chúng ta chỉ là size nhỏ thôi. Có những dạng đồng hồ mà nó gọi là dạng là big size và chúng ta sẽ không thể dùng những phép tính chia để mà xem là size này có phù hợp hay không. Với cả tôi nghĩ rằng bên cạnh những người bảo là nó hơi nhỏ thì có những người không nói gì. Thì tức là có những người họ sẽ thấy là ok bình thường. Đúng chứ rồi, chấp nhận được điều đó. Đấy. Cho nên là đôi khi nếu mà tôi là người mà sử dụng
đồ dùng của mình ấy, đặc biệt là đồng hồ, thì nhiều người vẫn nói là ăn cho mình mặc cho người, thì đôi khi tôi cũng không đồng ý quan điểm này lắm. Ăn đôi khi là cho mình, mặc đôi khi cũng là cho mình luôn. Đúng rồi, mặc tất cả khi cho mình cảm thấy rằng là nó ổn, nó tự tin thì nó vẫn là ổn, chứ đôi khi chúng ta không cần quá là chạy theo những cái góp ý của mọi người, để chúng ta nghe tham khảo thôi. Đúng rồi. Bạn Phúc Trạch có hỏi rằng là cho em hỏi cách vệ sinh đồng hồ đúng cách, dùng nước gì để lau. Em thấy một số video hướng dẫn dùng bàn chải đánh răng để đánh, nhưng em thấy lông bàn chải bằng nhựa hơi cứng, liệu có làm xước đồng hồ hay không? Câu hỏi này rất hay. Lông bàn chải bằng nhựa không thể làm xước được mặt kính đồng hồ. Đấy, nếu như lông bàn chải đó nó bị dính cát thì nó mới làm xước thôi. Mà khả năng đấy thì cho là hơi khó trong nhà vệ sinh mà, đúng không? Thì chắc đúng rồi. Bàn chải thì nó sẽ không đấy, khó dính cát. Tiếp theo nữa nào, cái việc bạn chải này dùng nước gì để lau ấy, thì tôi nói thật luôn, tôi chia sẻ quan điểm của tôi nhé. Đấy là tôi dùng những cái nước giặt để mà tôi lau đồng hồ. Tôi sẽ không dùng bột giặt đâu. Tại vì sao? Bột giặt lúc mà lau nó sẽ bị đóng cặn. Đấy. Còn lại thì cái bàn chải này nó có thể là nó không làm xước cái mặt, nhưng mà cái khả năng nó làm xước cái dây kim loại nó rất cao. Nhưng mà thực ra ấy, là chúng ta sử dụng bình thường thôi, cái dây kim loại nó đã dễ xước rồi, chứ huống chi là chúng ta sử dụng bàn chải. Nên là mình nghĩ là các bạn đừng quá quan trọng cái này. Thực ra là tôi không phải là khuyên các bạn một cách gì đó để mà phá đồng hồ hay như nào đâu, mà tôi chỉ khuyên là chúng ta nên dùng đồng hồ một cách tương đối thoải mái lên đi, không cần phải ý quá nhiều đâu. Dùng những bàn chải thật mềm, bàn chải cũ đi. Đúng rồi, các bạn sử dụng với cả nước giặt hoặc là thậm chí là dầu rửa bát cũng được. Đấy, xong rồi sau đó chúng ta rửa. Đấy, thực ra tôi đã làm cái điều này với cả cái mẫu đồng hồ Tissot T-Touch của tôi hoàn toàn bình thường. Nhưng nếu mà bạn mà sử dụng với cả bột giặt ấy, thì nó đóng cặn rất kinh khủng, nên không dùng. Rồi. Đấy. Ok ạ. Bạn Trai Đất Tổ, tức là Phú Thọ đấy, có hỏi rằng là hai cho em hỏi khoảng 20 triệu cho chiếc quạt dây kim loại trẻ trung, thiết kế đẹp đơn giản, skeleton hoặc open heart cũng được và chống nước tốt. Em xin cảm ơn. Vâng, một cái câu hỏi chôn rất là hay của bạn Trai Đất Tổ. Khi mà đồng hồ quát thì sẽ không có thiết kế skeleton và open heart được, bởi vì có cái gì để lộ ra đâu, nó có hoạt động cơ đâu ạ. Đúng rồi. Đấy. Nhưng nếu mà bạn bỏ cái từ quát này đi bằng cái từ cơ ấy, thì thực ra là chúng ta cũng có thể lựa chọn được những cái đồng hồ Ogivan. Nhưng mà cái đồng hồ Ogivan mà tôi muốn giới thiệu đến cho các bạn ở đây, các bạn nhìn ở trên hình ấy, thì nó lại là dây da. Đấy, thực ra là tôi đưa cái câu hỏi này vào đây để cho chúng ta tỉnh táo một chút trong quá trình mà chúng ta làm video, bởi vì đơn giản là nếu mà trả lời quá nhiều câu hỏi đôi khi chúng ta cũng hơi buồn ngủ từ lúc nào. Rồi, như vậy là để thấy rằng là câu hỏi này thì bản thân nó đã thấy rằng nó mâu thuẫn rồi, nó không có lời đáp, nên chúng tôi cũng không tìm được một cái gợi ý nào phù hợp cho cái yêu cầu của bạn. Rồi, thế còn bạn Trung Nam Phạm thì hỏi rằng là cho em hỏi vì sao có một số cửa hàng bán những đồng hồ rất là đắt tiền như là Patek, Patron, Rolex nhưng giá lại rẻ hơn khá khá so với những giá được công bố trên website của hãng vậy. Em cảm ơn Iquat nhiều. Câu hỏi này cũng rất hay. Hầu hết những đơn vị bán hàng theo kiểu luxury như là đồng hồ Patek, Varachom, Constantin hay là Rolex thì họ thường là bán đồng hồ sách tay. Đấy, hầu hết là bán đồng hồ sách tay. Tức là bạn sẽ không có cơ hội xem hàng tại cửa hàng của họ đâu, và thậm chí còn họ không cửa hàng. Mà khi bạn order đấy, thì họ mới bắt đầu nhập hàng một cái chiếc đồng hồ sách tay về. Thực ra là có một số cửa hàng là họ cũng đã có cửa hàng rồi, nhưng mà cái chi phí mặt bằng mà họ thuê, chi phí mặt bằng và chi phí trang trí cửa hàng nó rẻ hơn rất nhiều so với việc họ phải đóng thuế. Đúng rồi. Đấy, nên chính vì thế cái mà bạn nhận được ở đây là tiết kiệm được phần thuế. Mà các bạn tưởng tượng là một cái ô tô ấy về Việt Nam là chúng ta bắt buộc phải đánh thuế và chúng ta phải ra biển các thứ nữa, nhưng một cái đồng hồ sách tay về Việt Nam rất dễ và có thể lách được cái điều này, và chính vì thế giá nó sẽ rẻ hơn rất nhiều. Đó là còn chưa kể là những cái cửa hàng đồng hồ bán hàng luxury như này, họ có một cái nguồn vốn rất lớn và họ có thể đợi những đợt sale off, họ nhập về số lượng lớn mà. Đấy, xong rồi họ có thể mua của các cái thương gia mà họ có nhiều vốn để họ về họ bán. Đấy, nên chính như thế nó sẽ có một mức giá rẻ như thế. Chứ bình thường khi tự tay chúng ta đi mua chưa chắc nó rẻ như vậy đâu, bởi vì chúng ta đâu có săn được những đợt sale off, đúng không nào? Tiếp theo là bạn F4 Scott 20. Hầu hết cửa hàng sửa đồng hồ ở chợ đều nhận dán keo chống nước cho đồng hồ bằng keo AB. Vậy phương pháp này có ổn không ạ? Thực ra là cái phương pháp này là cái phương pháp mà từ ngày xưa chúng ta vẫn hay sử dụng ấy. Và tôi thấy là rất nhiều bác thợ sửa đồng hồ cũng hay sử dụng những phương pháp thủ công này. Tôi thấy là đây là một trong những cách chống nước, là một trong những cách chống nước và chúng ta vẫn có thể sử dụng một cách bình thường được.
Đấy, còn đôi khi nếu ta quá khắt khe thì chúng ta sẽ chỉ nên để ý đến xem là bác thợ nào mà bác ấy khéo tay thôi. Loại keo này thì cũng không hẳn là một cái loại keo mà nó quá tốt đâu, nhưng mà với những cái cách thủ công mà người ta đã từng làm ngày xưa thì tôi cũng không có điều gì là tôi phê phán cả. Với cả đấy, tôi nghĩ rằng là cái này là nếu bạn mua một chiếc đồng hồ ở chợ thì bạn có thể mang ra chợ sửa. Tức là ý tôi là gì? Tức là khi mà chúng ta mua một cái sản phẩm nó không quá cao cấp, nó không quá đắt tiền, thì ta hoàn toàn có thể sửa những cái mức nó vừa phải với nó thôi. Còn khi mà chúng ta đã bỏ tiền ra mua một chiếc đồng hồ có giá trị cao rồi, đắt tiền rồi, thì không có dại gì mà chúng ta đi sửa ở một cái đơn vị nó khác đẳng cấp như thế cả. Chúng ta cứ mua tại đâu thì chúng ta cũng sửa ở những cái đơn vị nó như thế trở lên thì nó sẽ đảm bảo hơn. Đấy, thế còn chắc không biết là bạn sử dụng chiếc đồng hồ nào, thì nếu sử dụng một chiếc đồng hồ bình dân thì hoàn toàn sửa một phương pháp này cũng không có vấn đề gì cả. Vâng, đúng nào. Rồi câu hỏi trên thì cũng là câu hỏi khép lại số hỏi đáp là tuần này rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Tích Quát, đồng hồ thật, giá trị thật.